Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 860 đến chương 864. Quả nhiên, hắn nhìn thấy trên bầu trời không ngừng rơi xuống tiên nguyên. Tiên nguyên màu vàng này rất lớn, khí tức nội liễm. Tiên nguyên thanh đề của Khương Nguyên không thể so sánh được. Đây chính là tiên nguyên hoàng hạnh cửu chuyển. Tiên nguyên cự dương do cự dương tiên tôn lưu lại. Tiên cổ đều phải cần tiên nguyên thôi động. Trong tình huống bình thường, chỉ dựa vào ý chí là không thể khởi động được cổ trùng cho dù là ý chí cự dương tiên tôn cũng phải tuân thủ quy củ như vậy trước đó ý chí trường long cự dương sở dĩ có thể thôi động tiên cổ cũng là vì có được tiên nguyên cự dương nhưng bây giờ cổ trí tuệ tập kích đắc thủ chặt đứt trường long ý chí cự dương vì thế tiên nguyên cự dương mới rơi ra ngoài không hổ là cổ trí tuệ vừa ra tay là lập được kỳ công hai mắt khương nguyên tỏa sáng không khỏi thầm khen lúc trước hắn cũng đã nghĩ qua việc chặt đứt tiên nguyên cự dương và ý chí cự dương nhưng có lòng mà không đủ lực. Nhưng cổ trí tuệ lại làm được. Cổ trí tuệ cũng không kiêng kỵ vô tướng thủ. Bởi vì vô tướng thủ lợi hại nhất cũng chỉ có 8 ngón tay. Cổ trí tuệ lại là tiên cổ cửu chuyển, chỉ có vô tướng thủ 9 ngón mới có thể bắt được nó. Nhưng cho dù cổ trí tuệ cao đến cửu chuyển, cũng khá yếu ớt. Nó không phải lợi khí công phạt, vẫn sẽ bị những thủ đoạn công kích phá hủy. Cổ trí tuệ muốn tự do, muốn chạy thoát, Ý chí cự dương có rất nhiều tiên cổ là trở ngại hàng đầu. Đứng ở góc độ cổ trí tuệ, đối phó Trường Long ý chí cự dương chính là nhiệm vụ thiết yếu. Bởi vậy nó luôn ẩn núp, tùy thời mà động. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả nhiên kinh thiên động địa, lập tức đánh vào bảy tắc Trường Long ý chí cự dương, thành công cắt đứt mối liên hệ giữa nó và tiên nguyên cự dương, khiến cho mười tiên cổ phải tịch ngòi. Ý chí cự dương bị trọng thương, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Nó không quay người đối phó cổ trí tuệ vẫn phấn đấu quên mình, thẳng đến chân truyền vận đạo đang bao quanh hai người Mã Hồng vận. Ý chí cự dương ngưng tụ như thiểm điện, thành một bàn tay vàng lớn, phô thiên cái địa, thế như lưu tinh chộp đến hai người Mã Hồng vận. Nhất thời, toàn bộ chiến cuộc đều như vậy. Màn gió đại đồng đã ngăn cách Phúc Địa Vương Đình với Bắc Nguyên bên ngoài. Bên ngoài là rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên. Bên trong là chiến trường Vương Đình. Màn gió đại đồng đã bị xé thành một vết rách. Từ bên trong trào ra vô số cổ trùng, dẫn đến cổ tiên tranh nhau. Bên trong màn gió, trên không trung, chân truyền vận đạo hóa thành cầu vòng bay thật nhanh, khoảng cách cách vết rách màn gió đại đồng không còn xa. Ở tầng giữa là tiên cổ ý chí cự dương không thể vận dụng. Xuống dưới nữa là cổ trí tuệ theo sát phía sau. Thấp hơn nữa là Khương Nguyên và Hắc Lâu Lan đang đối kháng. Trên mặt đất, hơn 10 vị cổ sư còn sống sót. Vô tướng thủ đang bị đàn cổ trùng bay đầy trời thu hút, tình huống của những người này cũng đỡ hơn bàn tay ý chí cự dương toàn lực bộc phát tốc độ cực nhanh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chân truyền vận đạo bốp 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 bàn tay ý chí cự dương không ngừng bộc phát tiếng nổ khi còn cách cổ trí tuệ không xa ý chí cự dương từ đầu đến cuối được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi từng suy nghĩ kịch liệt và chạm nhau bằng mắt thường có thể quan sát được bàn tay ý chí cự dương đang nhanh chóng rút lui lại nhưng ánh sáng trí tuệ không chỉ tiêu hao ý chí cự dương mà suy nghĩ còn kịch liệt va chạm khiến cho bàn tay ý chí cự dương bộc phát tốc độ nhanh hơn uy lực mạnh hơn rốt cuộc trong lúc chân truyền vận đạo muốn xông ra khỏi vết rách màn gió bàn tay ý chí cự dương đã kịp thời đuổi đến ngăn cản trước mặt chân truyền vận đạo các ngươi ai cũng trốn không thoát chết hết cho ta bàn tay ý chí cự dương sát cơ mãnh liệt đến cực điểm không bận tâm đến đây là bản chân truyền độc nhất chỉ muốn trực tiếp bóp chết hai người mã hồng vận chúng ta phải chết sao mã hồng vận và triệu liên vân ôm chặt lấy nhau ngửa đầu nhìn bàn tay rơi xuống không khỏi kinh hãi oanh thế công kịch liệt giống như mưa đá hung hăng nện xuống bàn tay ý chí cự dương đám tử tôn bất hiếu các ngươi bàn tay ý chí cự dương vỡ vụn phát ra tiếng giống tức giận chân truyền vận đạo mang theo hai người mã hồng vận phi ưng trùng thiên bay ra khỏi màn gió đại đồng tiến vào bên ngoài bắc nguyên đây là tiên cổ mau đến lấy tiên cổ đều là của ta của ta Đám cổ tiên đang tham lam bắt lấy cổ trùng, làm sao biết được thân phận bàn tay ý chí. Cho dù biết, bọn họ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ý chí bị phá hủy sao? Lòng tham đúng là không đáy. Chân truyền vận đạo tràn ngập khí tức tiên cổ, khiến đám cổ tiên Bắc Nguyên đỏ mắt. Giết, muốn chết, ai dám giành tiên cổ với ta? Không biết xấu hổ, ngươi, các ngươi đều quên hết ước định trước đó của chúng ta sao? Ước định bằng miệng giữa các cổ tiên vốn rất yếu ớt lợi lớn trước mắt ai còn tuân thủ ước định trước đó chứ nhất thời đám cổ tiên bắc nguyên nhau nhau vạch mặt nhau đồng thời ra tay cướp đoạt chân truyền vận đạo khí tức cổ tiên bàng bạc đám cổ tiên bắt đầu so đấu với nhau mắt mã hồng vận triệu liên vân tối sầm lại thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ đây đúng là vừa ra khỏi ổ sói lại rơi vào hang hổ sao khí tức và ánh sáng này không sai nhất định có liên quan đến vận đạo mọi người cùng nhau ra tay đột nhiên một tiếng hét dài chuyển đến. Lại có hơn 10 vị cổ tiên bỗng nhiên xuất hiện. Đi đầu là một vị lão giả, râu dài trắng như tuyết kéo dài đến mũi chân. Đám cổ tiên nhìn thấy người này, con ngươi không khỏi co rụt lại. Bên trong có người kinh hô, nói ra địa vị của người này, lão tổ tuyết hồ, ngươi cũng đích thân đến sao. Tuyết hồ lão tổ chính là người đứng đầu phúc địa đại tuyết sơn, tu vi bát chuyển, đệ nhất cổ tiên ma đạo bắc nguyên đi theo sau lưng ông ta là đồng tu ma đạo Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ai cũng là hảo thủ, nhân vật truyền kỳ thanh danh lan xa. Phúc Địa Vương Đình sắp bị hủy diệt, Lão Phu đương nhiên cũng muốn đến chia một chén canh. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Tuyết Hồ Lão tổ gào lên một tiếng, vô cùng dứt khoát, trực tiếp xuất lĩnh đám người gia nhập chiến đoàn. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Chính ma đánh nhau, cổ trùng các loại bay múa. Chân truyền vận đạo mang theo hai người mã hồng vận bay lượn bên bờ sinh tử, nguy như trồng trứng không cần tranh giành nữa. Bên trong màn gió đại đồng nhất định còn có nhiều tiên cổ hơn nữa. Trong hỗn loạn có cổ tiên kêu lên. Đan vu tam tiên, mau ra tay. Màn gió đại đồng sắp khép lại rồi. Trong chiến loạn, lại có cổ tiên nhắc nhở. Đan vu tam tiên tập trung cùng một chỗ, lấy cổ tiên đồng tổ dẫn đầu, nghe được âm thanh nhắc nhở, bọn họ vội vàng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, vết rách đã bị bổ ra trước đó đang nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại một khe hở chấp cánh đao có thể tạo thành vết rách to lớn nhưng tốc độ gió đại đồng khép lại cũng cực nhanh trước đó cổ tiên đồng tổ đã tính toán qua chỉ cần tám hô hấp vết rách sẽ nhanh chóng lấp đầy lại lần nữa bây giờ xem ra thời gian trước sau quả nhiên là tám hô hấp lúc này thôi động chấp cánh đao tất nhiên có thể chém vết rách ra lại nhưng ba vị cổ tiên đan vu tộc không mảy may động đậy sát chiêu này uy lực công phạt tuyệt luôn kinh khủng nhưng cái giá bỏ ra rất lớn tiêu hao tiên nguyên rất nhiều hiện tại cục diện hỗn loạn đan vu tam tiên không dám thôi động bọn họ còn phải lưu lại thủ đoạn này để chấn nhiếp kẻ địch hắc thành huynh lần này phải làm thế nào cho tốt cổ tiên hắc gia hắc bách nhìn thấy màn gió đại đồng khép lại vội vàng thỉnh giáo cổ tiên hắc thành hắc thành im lặng không nói sắc mặt cực kỳ khó coi hắc bách một lòng muốn có được cổ gà gỗ trước đó hắc lâu lan đã truyền tin gã đã lấy được cổ gà gỗ nhưng bây giờ màn gió đại đồng đóng lại hắc lâu lan không thể chạy thoát mưu tính của hắc bách lập tức thất bại hắc thành không có năng lực phá vỡ màn gió đại đồng âm thanh cực kỳ trầm thấp hắc bách lão đệ ngươi còn có cơ hội vô tướng thủ bên trong màn gió rất có thể đã bắt cổ gà gỗ của đệ đi sau đó phá không mà ra cho đến khi uy năng tiêu tán cổ trùng cướp đoạt cũng sẽ vì vậy mà bị phóng thích phương pháp trinh sát của cổ tiên mạnh hơn các cổ sư rất nhiều sau khi vết rách xuất hiện bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng nguy hiểm bên trong màn gió cũng chính vì sự tồn tại của đám vô tướng thủ này bọn họ không dám chui vào màn gió dấn thân vào nguy hiểm là như vậy sao hai mắt hắc bách sáng lên chợt nghĩ đến điều gì vậy hắc lâu lan hiền chất hắc thành không nói thêm điều gì sắc mặt càng thêm âm trầm hắc lâu lan cũng không nắm lấy cơ hội tuyệt vời này thoát khỏi màn gió đại đồng khiến khương nguyên phải giật mình lúc này khương nguyên nghĩ cũng không kịp nghĩ ném hết thảy ra sau đầu hắn nhìn chăm chú đám tiên nguyên cự dương đang không ngừng rơi xuống trong đầu hắn toàn là tiên nguyên cự dương chân nguyên người khác cổ sư không dùng được tiên nguyên của người khác cổ tiên cũng không dùng được sau khi khương nguyên có được phúc địa hồ tiên hắn thu hoạch không ít tiên nguyên thanh đề lưu lại nhưng tiên nguyên này cũng chỉ có tiểu hồ ly địa linh sử dụng mà thôi địa linh chính là chấp niệm của cổ tiên hình thành cự dương tiên tôn cũng chỉ có ý chí cự dương mới có thể vận dụng cho dù khương nguyên lấy được tiên nguyên Hắn cũng không thể sử dụng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Khương Nguyên cướp Tiên Nguyên cự dương. Mặc dù ta không dùng được, nhưng chỉ cần cướp số tiên nguyên này, uy hiếp của ý chí cự dương sẽ giảm xuống 2 phần 3. Khương Nguyên bay thẳng lên trời, điên cuồng thôi động các loại cổ di động, dốc hết toàn lực phóng đi. Chiến cơ tuyệt hảo này là nhờ cổ trí tuệ tạo nên. Nếu Khương Nguyên còn không nắm chắc, uổng công hắn từng là ma đạo cự phách. Ngươi dám? Bị tử tôn của mình hố cho ý chí cự dương tiên tôn lại phát hiện ý đồ của khương nguyên nó vừa vội vừa giận không có tiên nguyên nó không cách nào thôi động tiên cổ chỉ có thể lợi dụng uy năng cố ý để đối địch mà thôi tính nghiêm trọng của sự việc nó so với ai khác rõ ràng hơn cả tốc độ của khương nguyên rất nhanh khiến cho nó cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có thật ghê tởm không còn kịp nữa rồi ý chí một lần nữa tụ lại một bàn tay to vỗ xuống như ngôi sao rơi xuống ha 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 Khương Nguyên ngửa đầu cười, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cách Tiên Nguyên Cự Dương chưa đến trăm bước. Ý chí Cự Dương có hung hăng đến cỡ nào, Khương Nguyên cũng không lo lắng cho nó. Bởi vì trên đỉnh đầu Khương Nguyên và ý chí Cự Dương vẫn còn kẹp một con cổ trí tuệ. Cổ trí tuệ chính là khắc tinh của Cố Ý Cự Dương. Muốn vòng qua cổ trí tuệ, hao tốn càng nhiều thời gian. Hắc Lâu Lan không đủ cổ di động, lại còn mang theo Âu Dương Vân Sinh, sao có thể theo kịp ta? Lo lắng duy nhất là vô tướng thủ đủ loại suy nghĩ như điện quang hỏa thạch lóe lên trong đầu khương nguyên gió đang gào thét bên tai tiên nguyên cự dương đang gần trong gang tấc sắp thấy mình đắc thủ khóe miệng khương nguyên nhếch lên hắn không ngại dị biến phát sinh cổ trí tuệ nhanh chóng rơi xuống vầng sáng trí tuệ bao phủ khương nguyên bên trong vừa tiến vào vầng sáng trí tuệ suy nghĩ của khương nguyên nhanh chóng sinh ra rồi mất đi không khỏi trở nên già nua cái này khương nguyên giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lập tức nhìn thấy cổ trí tuệ đang rơi về phía hắn. Ý chí cự dương tiên tôn một lần nữa giảm xuống thể tích, chỉ bằng một quả cầu nhỏ đang theo sát phía sau. Thì ra, ý chí cự dương tiên tôn biết rằng nếu muốn vòng qua cổ trí tuệ, nhất định sẽ không ngăn cản được Khương Nguyên, lập tức cưỡng ép tiếp cận cổ trí tuệ, vận dụng kỹ xảo đánh bay nó. Mặc dù cổ trí tuệ khắc chế ý chí cự dương tiên tôn, nhưng ý chí cự dương tiên tôn hùng hậu, có thể trả một cái giá lớn, liều chết công kích, vẫn có thể cưỡng ép tiếp xúc cổ trí tuệ cứ như vậy cổ trí tuệ giống như một cái bóng da nhanh chóng bay về phía khương nguyên ngược lại tạo thành phiền phức cho nó khá lắm cự dương thấy cổ trí tuệ đang đánh về phía mình khương nguyên không nhịn được tán thưởng đối với phương pháp ứng đối của ý chí cự dương tiên tôn hắn cười ha hả trong lòng quyết tuyệt cự dương ngươi có thể hy sinh đến lúc này tại sao cổ nhật khương nguyên ta lại không chứ lúc này khương nguyên dựa vào vầng sáng cổ trí tuệ chiếu rọi vận dụng thủ đoạn quét sạch tiên nguyên cự dương đang rơi xuống lập tức hắn lợi dụng cổ phong hoa thay đổi phương hướng chuyển sang bên cạnh cố gắng tránh xa cổ trí tuệ cổ trí tuệ rơi xuống khương nguyên gần như sượt qua người nó khụ 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 khương nguyên không ngừng ho khan hắn rốt cuộc cũng đã thoát khỏi ánh sáng trí tuệ bao phủ nhưng diện mạo của hắn không còn là một người thanh niên nữa bất kỳ ai nhìn hắn cũng đều tưởng rằng hắn là một đại thúc trung niên càng đến gần cổ trí tuệ ánh sáng trí tuệ lại càng mạnh trước đó khi khương nguyên ở bên trong bí cảnh chân truyền hắn cách cổ trí tuệ vạn bước xa nhưng chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi hắn đã bị giảm đi mất hai năm tuổi thọ mới tiếp cận với cổ trí ti cứng đối cứng với ánh sáng trí tuệ thời gian dài như vậy hắn đã tổn thất mất mười mấy năm tuổi thọ tuổi thọ của người bình thường chỉ có mấy trăm năm khương nguyên vì cướp tiên nguyên của cự dương tiên tôn mà phải trả một cái giá nặng nề tiểu tặc chết đi cho ta sạch qua trên không trung giống như một luồng sấm sét ý chí cự dương tiên tôn như chim ưng hung hăng đánh xuống Khương Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, một nguy cơ tử vong mãnh liệt đập vào mặt. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ kịp thôi động sát chiêu thiên thi vương sáu tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Khương Nguyên giống như một con ruồi bị vỗ xuống. Hắn rơi xuống như một ngôi sao trổi, đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Khương Nguyên nằm dưới đáy hố sâu, sau ba hơi thở mới kịp phản ứng. Tám cánh tay của hắn bị bẻ gãy mất sáu, Toàn bộ phần lưng vô cùng thê thảm, lộ ra xương sống lẫn xương sườn. Đầu óc trở nên u mê, chỉ có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Vừa nãy va chạm với ý chí cự dương tiên tôn, không chỉ nhằm vào cơ thể hắn, mà còn cố ý chui vào trong đầu hắn, ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Khi tỉnh lại được một lúc, Khương Nguyên không dám suy nghĩ tiếp, vội vàng xoay người trốn tránh. Sau một khắc, ý chí cự dương tiên tôn tạo thành một cây búa lớn màu vàng, một đường đập xuống từ trên cao lập tức chặt đứt cánh tay trái và chân trái của khương nguyên nếu không phải khương nguyên kịp thời xoay người chỉ sợ một búa này đã chém hắn thành hai khúc bởi vì đầu óc đã tỉnh táo lại được một phần khương nguyên vội vàng dùng bàn tay còn lại chống đỡ sức mạnh khổng lồ kéo cơ thể của hắn bay ra khỏi hố sâu nhưng ý chí cự dương tiên tôn đã biến thành một cây búa lớn màu vàng bay lên giữa không trung tiếp tục đập vào người khương nguyên ầm khương nguyên giống như bị một bức tường khổng lồ đụng thẳng vào toàn bộ xương sườn bị bẻ gãy phần lớn lục phủ ngũ tạng bị ép thành khối vụn đồng thời trong đầu của hắn một lần nữa bị ý chí cự dương tiên tôn xâm lược lại càng u mê hơn khương nguyên giống như một quả bóng da bị người ta đánh một đường lăn lộn tạo thành một đường rãnh thật dài trên mặt đất ma sát to lớn khiến cho quần áo của hắn rách dưới dính đầy bụi đất cuối cùng hắn vô lực nằm trên mặt đất không nhúc nhích xương gãy xuyên qua cả da thịt lòi ra bên ngoài máu chậm rãi chảy xuôi cũng không phải màu đỏ mà là màu xanh của thiên thi vương sáu tay hắn nhăn mặt răng nanh lộ ra ngoài biểu hiện đau đớn lúc này đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn ý chí của hắn bị thảm bại bị ý chí cự dương tiên tôn chiếm thượng phong khương nguyên cực lực chống cự nhưng một chút suy nghĩ thanh tỉnh cũng không làm được chỉ khi nào tiêu diệt ý chí cự dương tiên tôn trong đầu hắn mới có thể tỉnh táo lại lần nữa nhưng ý chí cự dương tiên tôn hiển nhiên không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nó ngưng tụ thành một thanh kiếm dài đến năm trượng rộng một trượng tám thước tản ra khí tức không thể xâm phạm cái này đây chính là chiến lược chân chính của ý chí cự dương tiên tôn sao quá kinh khủng rồi từ đằng xa hắc lâu lan mang theo âu dương vân sinh đang hôn mê âm thầm tặc lưỡi không thôi ý chí cự dương tiên tôn liên tục luyện hóa tiên cổ bị cổ trí tuệ ám toán bị hơn 20 vị cổ tiên liên thủ công kích cuối cùng bất kể hy sinh cưỡng ép công kích lại đánh bay cổ trí tuệ trước sau liên tục bị thương tích lúc này kích cỡ của nó đã không bằng một phần triệu khi còn ngủ say nhưng cho dù là vậy khương nguyên cũng không có lực hoàn thủ khó trách hắc lâu lan nhìn thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lực chiến đấu này cũng quá kinh khủng đi nhưng chợt hắc lâu lan tỉnh táo lại không cố ý chân chính không cường đại như vậy vừa nãy cự dương tiên tổ nắm bắt được chiến cơ quá tốt nhân lúc kẻ địch còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đánh cho kẻ địch bị trọng thương tặc nhân muốn phản kích nhưng lại không cách nào suy nghĩ trong đầu đã bị cố ý xâm chiếm hỗn loạn thành một bầy nếu hai bên có sự đề phòng đủ thời gian để phản ứng cũng không đến mức có kết quả như vậy chủ yếu là nó được thừa kế kinh nghiệm chiến đấu của tiên tổ tàn nhẫn quả quyết một khi bắt được sơ hở liên tục đả kích khiến cho kẻ địch không có bất kỳ cơ hội xoay người nhất là ý chí xâm lấn đầu óc điều này mới thật là đáng sợ làm cho người ta không có lực hoàn thủ xem ra chiến đấu với cổ sư trí đạo nhất định phải phòng bị điểm này Hắc Lâu Lan vừa tự nhắc nhở bản thân, vừa chậm rãi hạ xuống đất. Gã nhìn thanh kiếm ý chí chậm rãi trôi nổi, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Khương Nguyên, mũi kiếm chỉ vào trán của đối phương. Tên khốn đó xong đời rồi, Hắc Lâu Lan thì thào. Kẻ địch trong mắt chỉ vì một sai lầm mà rơi xuống kết quả như vậy, trong lòng gã cảm thấy thoải mái, còn có một chút vui vẻ và một chút hụt hẫng khó tả. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn mạnh ở chỗ nó kế thừa kinh nghiệm chiến đấu của Cự Dương Tiên Tôn. Tuy Khương Nguyên có kinh nghiệm 500 năm trùng sinh, nhưng ở phương diện này, ý chí cự dương tiên tôn mạnh hơn, phong phú hơn. Mỗi lần ý chí cự dương tiên tôn có được cơ hội, nó liên tiếp đả kích, chiếm cứ ưu thế, nhanh chóng mở rộng chiến quả, khiến cho Khương Nguyên ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Cự dương tiên tôn không chỉ giỏi vận đạo, từ điểm này cũng có thể nhìn ra được phong thái vô địch của ông, cùng với khả năng chiến đấu bá đạo, tài tình. Kết thúc rồi, Hắc Lâu La nhìn thoáng qua Âu Dương Vân Sinh trong tay bên trong màn gió đại đồng ông là minh hữu duy nhất của khương nguyên đáng tiếc vẫn đang hôn mê hắc lâu lan tiện tay ném âu dương vân sinh xuống đất mắt nhìn thanh kiếm ý chí cự dương không chút do dự thanh kiếm ý chí cự dương như thiểm điện rơi xuống mũi kiếm nhắm ngay não khương nguyên cho dù khương nguyên có hóa thành thiên thi vương sáu tay trở thành cương thi nhưng một khi đầu bị xuyên thủng ý chí cự dương sẽ tiến quân thần tốc trong khoảnh khắc phá hư não của hắn tiếp tục bóp chết linh hồn của hắn đây chính là một kích trí mạng hàng thật giá thật. Âu Dương Vân Sinh hôn mê, Khương Nguyên hôn mê, không còn ai có sức hoàn thủ. Nhưng khi mũi kiếm còn cách chán Khương Nguyên một tấc, bỗng nhiên một bức tường nước được hình thành. Đồng thời, một giọng nữ bé nhọn hét lên, có ta ở đây, đừng hòng lấy được tính mạng của hắn. Là ai? Hắc Lâu Lan kinh ngạc nhìn bức tường nước ba động. Mặt ngoài bức tường nước hình thành một vòng xoáy, bao phủ mũi kiếm ý chí, cố gắng chống đỡ không cho nó rơi xuống. Đồng thời, một luồng khí thế hùng hậu phát ra từ cơ thể Khương Nguyên. Thanh kiếm ý chí cự dương rút về, lui nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đã lui về sau mấy trăm bước. Nó lơ lửng giữa không trung, âm thanh trầm thấp, nghĩ đến điều gì đó, là ngươi. Mấy vạn năm trước, ngươi xông vào lầu chân dương. Cổ hồng vận tề thiên là do ngươi thả chạy mất. Mặc sao cười khanh khách, thật khó cho ngươi còn nhớ rõ như vậy. Vừa nói, bức tường nước hóa thành áo giáp nước nhanh chóng bao phủ toàn thân Khương Nguyên một luồng ánh sáng màu lam nhạt bao trùm người khương nguyên thương thế trên người hắn phục hồi lại như cũ cánh tay và chân bị chém đứt một lần nữa mọc ra xương cốt da thịt cấp tốc hồi phục ý chí cự dương đương nhiên nhớ kỹ bởi vì bên trong lầu chân dương có cổ trùng ghi chép lại hình ảnh khi mặc dao thăm dò lầu chân dương nàng không đánh thức ý chí cự dương tiên tôn nhưng sau khi khương nguyên đánh thức nó dậy nó lập tức thông qua cổ trùng ghi chép biết được hết thảy phát sinh trong quá khứ tướng mạo âm thanh của mặc sao tính danh của khương nguyên và tất cả chuyện xấu mà hắn làm bên trong lầu chân dương đều được ghi lại rõ ràng vì thế ý chí cự dương tiên tôn mới có thể vạch trần được bí mật khương nguyên giả mạo thường minh tâm ý chí cự dương tiên tôn không kềm được cơn giận đám tặc nhân các ngươi hèn hạ vô sỉ dám ngấp nghé lầu chân dương hơn mấy vạn năm chết hết cho ta ý chí cự dương tiên tôn nổi giận xuất kích trường kiếm hoàng kim như thiểm điện lao đi vùn vụt xe rách không khí vẽ ra một đạo cầu vồng trên không trung từng đạo cầu vồng đánh vào áo giáp nước tạo nên một đám bọt nước nhưng từ đầu đến cuối vẫn không xuyên qua được áo giáp phòng hộ khương nguyên rốt cuộc cũng đã tỉnh lại đây là tiên cổ phòng thất chuyển lầu cận thủy hắn nhìn áo giáp nước lập tức bừng tỉnh thì ra không biết từ lúc nào lầu cận thủy đã bám vào người hắn khi hắn hôn mê tính mệnh như ngàn cân treo sợi tóc ý chí mặc sao lập tức thôi động lầu cận thủy bảo vệ cho hắn ý chí cự dương tiên tôn có thể khống chế lầu chân dương ý chí mặc giao đương nhiên có thể thao túng lầu cận thủy bên trong lầu chân dương có lưu lại tiên nguyên hoàng hạnh của cự dương tiên tôn lầu cận thủy làm sao mà không có tiên nguyên hồng tảo của mặc giao tiên tử chứ tiểu tử rốt cuộc thì ngươi cũng đã tỉnh rồi tiên nguyên bản thể ta lưu lại có hạn mở ra lầu cận thủy tiêu hao quá lớn ngươi hãy tiếp quản cuộc chiến ta sẽ bảo vệ trong đầu của ngươi ý chí mặc giao kêu lên hừ ta có thể may mắn giữ được một mạng còn phải đa tạ tiên tử ngươi Khương Nguyên nheo mắt, lãnh mang lấp lóe trong mắt. Hắn hoạt động gân cốt, ma sát quyền trưởng, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, chiến ý lại tiếp tục dâng trào. Ngươi muốn báo đáp ta, chỉ cần ngươi trả lầu cận thủy cho Linh Duyên Trai là được. Ý chí mặc dao thở dài, mau chiến đấu đi. Ha ha ha, được. Khương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên. Hắn hóa thân thành thiên thi vương sáu tay, sức mạnh bàng bạc, răng nanh nhô ra, vô cùng hiểm ác. Áo giáp nước co lại thành một đoàn, hóa thành một cái mũ giáp, bảo vệ đầu của hắn, giúp cho hắn không sợ cố ý của cự dương đánh thẳng vào đầu hắn. Không còn lo lắng nữa, Khương Nguyên cất bước, dơ cao nắm đấm, trực đảo kiếm cầu vồng ý chí. Xoẹt, tiếng va đập như tưởng tượng không phát sinh, mà chỉ là một tiếng vang thật nhỏ. Ý chí cự dương tiên tôn cực kỳ cay độc, cũng không liều mạng với Khương Nguyên. Trong thời khắc mấu chốt, kiếm cầu vòng hóa thành dây lụa hoàng kim, quấn nhẹ cổ tay Khương Nguyên, sau đó hóa thành ánh sáng bay đi nắm đấm to bằng cái bát của khương nguyên đứt từ cổ tay rơi xuống mặt đất cho dù phòng ngự của thiên thi vương rất xuất chúng cũng không qua được vết cắt của ý chí cự dương tiên tôn khương nguyên vội vàng rời khỏi vị trí thuận thế thu lại cổ tay bị đứt chỗ vết thương chỉ chậm rãi chảy ra một chút máu khương nguyên vừa để ý ý chí cự dương tiên tôn vừa đem bàn tay của mình ấn vào vết thương da thịt chỗ vết thương nhanh chóng liền lại thậm chí cả xương cốt cũng bắt đầu được kết nối đây chính là sức mạnh khôi phục của thiên thi vương sáu tay nhưng làm sao ý chí cự dương tiên tôn có thể để cho khương nguyên có thời gian dưỡng thương chứ kiếm ý chí cầu vòng quay ngược trở lại một lần nữa bắn tới khương nguyên khương nguyên nheo mắt dưới chân chấn động kéo cơ thể của hắn bay lên không kiếm cầu vòng theo sát phía sau đuổi theo không bỏ khương nguyên đồng thời thôi động bốn cổ ương dương nhưng tốc độ của kiếm cầu vòng quá nhanh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách khương nguyên lại thúc giục cổ phong hoa Hắn không nhớ rõ đây là cổ phong hoa thứ mấy, tóm lại số lượng tiêu hao rất nhiều. Cổ phong hoa có thể giúp cho Khương Nguyên nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhưng kiếm cầu vòng thay đổi hướng càng thêm linh hoạt, không chỉ không thể kéo dài thêm khoảng cách, ngược lại còn thừa cơ hội này đuổi kịp Khương Nguyên. Nhất thời, hai bên kịch đấu giữa không trung. Kiếm cầu vòng xẹt qua mấy đạo kim mang trên không trung, xoay quanh người Khương Nguyên, thỉnh thoảng bay cắt. Khương Nguyên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong phòng ngự cường đại của thiên thi vương sáu tay dưới kiếm cầu vồng lại có vẻ thua kém. Trên không trung không ngừng rơi xuống từng khối thịt. Mấy miếng thịt này đều do kiếm cầu vồng cắt từ trên người Khương Nguyên xuống. Cũng may, khi hóa thân thành thiên thi vương sáu tay, Khương Nguyên đã đánh mất cảm giác đau. Bởi vì lầu cận thủy hóa thành mũ giáp, ý chí cự dương tiên tôn không thể thành công tấn công đầu Khương Nguyên được nữa. Ngươi khởi sắc thêm chút nữa được không? Nhìn thấy Khương Nguyên cứ bị đánh, số lần hoàn thủ càng lúc càng ít, ý chí mặc dao hơi gấp lên. Ngươi nói thì dễ rồi, Khương Nguyên hử lạnh, ánh mắt càng thêm âm tàn. Ý chí cự dương tiên tôn khác với địch nhân bình thường. Nó hầu như không có trọng lượng, tốc độ lại cực nhanh, chuyển hướng cũng nhanh. Tạo nghệ đại sư phi hành của Khương Nguyên trước mặt nó hoàn toàn không đáng chú ý. Ý chí cự dương tiên tôn không có hình thể cố định, khi thì như kiếm cầu vòng cắt chém, khi thì hóa thành đao búa bổ chặt, khi thì giống như mưa phùn bay tán loạn, khi thì biến thành trọng trùy oanh kích. Phiên phức hơn chính là nó còn chia chia hợp hợp. Lúc thì đột nhiên phân tán thành hai ba đạo kiếm cầu vồng, công kích vòng quanh, khiến cho Khương Nguyên được cái này mất cái khác. Có đôi khi lại hóa thành một chùy một kiếm, chùy thì đánh vỡ phòng ngự của Khương Nguyên, sau đó kiếm cầu vồng nhanh như điện, phối hợp lẫn nhau, kỳ diệu vô cùng. Có thể nói, năng lực, tinh túy đối chiến của ý chí cự dương tiên tôn đều được thể hiện hết ra ngoài. Khương Nguyên trùng sinh, lại đi theo con đường lực đạo, nô đạo, am hiểu cứng đối cứng hoặc nghiền ép. Đột nhiên đụng phải kẻ địch như vậy, đúng là khó có phương pháp để ngăn chặn. Nhất thời, hắn bị rơi vào thế hạ phong, mặc cho người ta đánh. Trên bầu trời, bóng người xanh đen của Khương Nguyên giao chiến cùng một chỗ với kiếm cầu vòng ý chí cự dương tiên tôn, trở thành chiến đoàn lớn nhất. Rất nhiều cổ trùng vẫn còn bay loạn bốn phía. Bản năng cầu sinh khiến bọn chúng chủ động tránh Khương Nguyên và ý chí cự dương tiên tôn, đồng thời tránh né vô tướng thủ đuổi bắt cho dù đã có rất nhiều cổ trùng bay ra ngoài, nhưng vẫn còn khá đông bên trong. Thật khó có thể tưởng tượng lầu chân dương lại vận dụng nhiều tiên cổ như thế. Gia luật tang ngửa đầu thở dài, thương thế trên người đã khỏi được phân nửa. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn là tên tuổi bộ tộc siêu cấp dễ dùng, khiến cho gia luật tang được các cổ sư khác trợ giúp. Số lượng vô tướng thủ không còn nhiều lắm. Mặc dù chúng ta đã mất đi rất nhiều cổ trùng, nhưng cổ trùng bên cạnh vẫn còn nhiều như vậy, có thể bắt giữ ngay tại chỗ, khôi phục chiến lực, có cổ sư lớn tiếng đề nghị. Đề nghị này rất nhanh được các cổ sư khác phụ họa, chúng ta cần sự hợp tác chân thành, động tác phải nhanh. Màn gió đại đồng càng lúc càng dày, không gian bên trong sẽ càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Hắc Lâu Lan ôm Âu Dương Vân Sinh đang hôn mê đi tới, màn gió đại đồng không phải phàm nhân chúng ta có thể đối phó. Muốn chạy trốn bảo toàn được tính mệnh, còn phải dựa vào sức mạnh của cự Dương tiên tổ. Mọi người im lặng. Trên đỉnh đầu bọn họ Khương Nguyên và ý chí cự dương tiên tôn đang kịch liệt giao chiến, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ và tiếng gầm thét, khi thế hừng hực. Mặc kệ là Khương Nguyên hay là ý chí cự dương tiên tôn, tất cả đều thể hiện lực chiến đấu kinh khủng, khiến cho tim mọi người đập nhanh, vô thức né tránh, không muốn chủ động tham dự vào cuộc quyết đấu giữa hai đại cường giả này. Nhưng Hắc Lâu Lan nói rất đúng. Chỉ dựa vào việc bọn họ thu lấy phàm cổ, cho dù có lấy được nhiều cũng không phá nổi màn gió đại đồng. Hắc Lâu Lan lại nói, các ngươi yên tâm đi, Tặc nhân kia sao có thể là đối thủ của tiên tổ được? Không phải tiên tổ vẫn luôn chiếm thượng phong sao? Mắt mọi người sáng lên, tình huống chiến đấu trên không rất rõ ràng, ai cũng có thể thấy được. Hắc Lâu Lan chuyển sang chủ đề khác, mặc dù tiên tổ đang chiếm thượng phong, nhưng lại không cách nào đem ưu thế chuyển thành thắng thế. Cuối cùng, tiên nguyên của tiên tổ vẫn bị tên tặc nhân đó cướp đi. Tiên tổ chỉ còn lại 10 con tiên cổ, không cách nào thôi động được. Mọi người gật đầu, đồng ý với phân tích của Hắc Lâu Lan gia luật tang hỏi tiếp vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì hắc lâu lan cười ha hả chỉ vào âu dương vân sinh trong tay lão tặc trong tay ta chính là sư huynh của tên tặc tử kia quan hệ rất thân thiết năng lực chúng ta có hạn chỉ có thể hết sức phụ trợ tiên tổ vẫn là câu nói kia trước bắt giữ cổ trùng lớn mạnh thực lực ta đề nghị để có thể phối hợp chúng ta hãy báo ra cổ trùng trên người mình để ta trước cổ sư không bao giờ tiết lộ cổ trùng mà mình có đây là một thông tin bí mật rất quan trọng một khi bị tiết lộ tất sẽ bị người ta nhắm vào cũng có thể vì vậy mà mất đi tính mạng nhưng tình huống bây giờ lại rất đặc biệt mạng còn sắp giữ không được nữa rồi mọi người chỉ có thể đem hy vọng còn sống khuếch trương đến mức lớn nhất hắc lâu lan là nhân vật kiêu hùng uy vọng cực cao chủ động dẫn đầu khai báo cổ trùng trên người đám cổ sư còn sống lập tức phụ họa hắc lâu lan chỉ cần dăm ba câu một lần nữa biến những người này thành của mình đối với hắc lâu lan mà nói gã đang có dã tâm rất lớn gã muốn thăng tiên muốn có được tiên cổ lực đạo tất phải dựa vào ý chí của cự dương tiên tôn mà những người này chính là quân cờ giúp cho gã hoàn thành dã tâm của mình kịch chiến trên không trung đã đến hồi gay cấn bắt được ngươi rồi khương nguyên gầm nhẹ một tiếng như con hổ lao xuống sáu bàn tay còn cứng hơn thép như thiểm điện chộp vào kiếm ý chí cự dương nhưng ý chí cự dương tiên tôn trong nháy mắt đã phân tán phản kích mà khương nguyên tích tụ đã lâu cuối cùng bị số lượng suy nghĩ hoàng kim ít ỏi phá hủy đáng chết khương nguyên nhịn không được mắng một câu ý chí cự dương tiên tôn chia chia hợp hợp linh động phi phàm khương nguyên thiếu thủ đoạn phần lớn thời gian đều bị đánh như bao cát rất ít khi có thể phản kích được hiệu quả không hề tốt hai nếu như không có biện pháp cũng đành tiến hành tiêu hao chiến ý chí mặc giao nói ý chí cự dương tiên tôn giống như nước không nguồn khi chiến đấu phải nhanh chóng suy nghĩ để cho suy nghĩ của mình va chạm và hao tổn suy nghĩ của nó khương nguyên vừa ngưng thần đối chiến vừa bác bỏ đề nghị của mặc sao chúng ta kéo không nổi đâu đừng quên khuyết điểm của thiên thi vương sáu tay nó chỉ có thể sử dụng được một khắc mà thôi sau một khắc di chứng sát chiêu sẽ biến ta thành thiên thi vương sáu tay hoàn toàn một khi ta biến đổi toàn bộ thân hình sẽ bị sơ cứng không khiếu tiên khiếu đều mất đi sinh cơ tu vi sẽ giảm một bước dài Mạc Giao nói, ngươi đã đánh giá thấp bản thân ngươi rồi. Đừng quên ngươi là cổ tiên lực đạo, bản chất sinh mệnh đã được thăng hoa. Bởi vậy thời gian sử dụng sát chiêu được kéo dài, không còn một khắc nữa đâu, đoán chừng là nửa canh giờ. Cho dù là vậy, chúng ta cũng kéo không nổi. Đừng quên màn gió đại đồng đang không ngừng tăng lên, áp xúc không gian bên trong. Thủ đoạn của ta khó mà khắc chế được cố ý. Lâu cận thủy của ngươi có phương pháp nào tốt hơn không? Khương Nguyên hỏi. Mặc dao thở dài, tuy lầu cận thủy là tiên cổ phòng thất truyền nhưng lại không am hiểu kịch chiến công phạt mà chỉ là ẩn nấp di chuyển quan trọng hơn tiên nguyên hồng tảo mà ta lưu lại lúc trước chỉ có hơn 20 viên nhiều năm trèo chống tiên cổ phòng vận chuyển bây giờ chỉ còn lại 5 viên ngươi muốn dựa vào lầu cận thủy mà lật bàn nên bỏ ý định này đi cẩn thận mặc dao cao giọng cảnh báo nhưng đã muộn ý chí cự dương tiên tôn đánh nghi binh thu hút sự chú ý của khương nguyên sau đó bỗng nhiên chuyển hướng vòng qua sau lưng hắn hung hăng đánh một kích khương nguyên phun ra một ngụm máu xanh tám đôi cánh sau lưng bị đánh thành bã xương sống bị một kích này đánh gãy hoàn toàn toàn bộ phần lưng phía sau lõm xuống ngực thì lồi ra trước một khúc sức mạnh khổng lồ khiến cho hắn rơi xuống khương nguyên vội vàng điều động cổ trùng dự bị mục đích bay lên trời lần nữa nhưng làm sao ý chí cự dương cho hắn cơ hội chứ nó bắt đầu đánh chó mù đường kim quang như hồng vòng quanh khương nguyên không ngừng công kích Khương Nguyên giơ tám cánh tay lên, tận lực cuộn mình, miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Ý chí cự dương tiên tôn biến hóa tùy tâm, chảm cắt đụng nện đâm, đủ loại thế công, rất nhanh khiến cho tám tay của Khương Nguyên tàn lụi, đánh cơ thể Thiên Thi Vương bị tàn phá không chịu nổi, nhiều vết thương xuyên thủng trước sau. Cũng may mà Khương Nguyên đã hóa thân thành Thiên Thi Vương sáu tay, nếu không huyết nhục chi khu đã sớm chết không có chỗ chôn. Do chiến với ý chí cự dương tiên tôn, áp lực của Khương Nguyên rất lớn, không ngừng thôi động thiên thi vương mới có thể chịu đựng được. Khương Nguyên vừa mới nói vài câu với Mạc Giao, thật ra cũng chỉ trong chớp nhoáng, nhưng ý chí cự dương tiên tôn lại bắt được thời gian cực nhỏ này, đánh cho Khương Nguyên đang thất thần một trận bầm dập. Ý chí cự dương tiên tôn nắm chắc thủ đoạn còn muốn cường đại hơn so với Khương Nguyên. Oanh! Một tiếng nổ vang. Khương Nguyên đập mạnh xuống đất, đất đá tung bay, toàn bộ mặt đất phải chấn động. Ý chí cự dương tiên tôn theo sát đằng sau. Thừa dịp lấy mạng người bệnh, nó một lần nữa hóa thành thanh kiếm hoàng kim mũi kiếm sắc bén vô cùng tốc độ cực nhanh lưu lại một vệt sáng cầu vồng trên không trung sau đó hung hăng nện xuống khương nguyên không có lực ngăn cản trong thời khắc mấu chốt vẫn là ý chí mặc dao thao túng lầu cận thủy một lần nữa hóa thành áo giáp nước khó khăn lắm mới bảo vệ được tính mạng của khương nguyên ý chí cự dương tiên tôn lần lượt chém trảm đâm đánh vào áo giáp nước kích thích bọt nước nổi lên nào mau đứng lên ý chí mặc dao lo lắng quát Khương Nguyên cắn răng, dùng cánh tay trái còn lại chống đất, cứng đối cứng với ý chí cự dương tiên tôn. Không có lợi ích gì cả. Ngươi không giết được ta đâu. Tiên nguyên cự dương của ngươi đã sớm bị ta bỏ ta vào tiên khiếu. Ha ha ha. Khương Nguyên cười lên điên cuồng, muốn làm tan rã đấu trí của ý chí cự dương tiên tôn. Nhưng lời này ngược lại dẫn phát lửa giận của nó. Tần suất đánh xuống đột nhiên tăng vọt mấy lần. Bốp bốp bốp. Bởi vì đã thoát ra khỏi cực hạn, suy nghĩ của bản thân ý chí cự dương tiên tôn đã tự hủy nhưng bởi vì thế công phát động điên cuồng khiến cho áo giáp nước không chống đỡ nổi thỉnh thoảng bị thanh kiếm ý chí đâm xuyên qua khương nguyên không ngừng cười to hắn chỉ lo bảo vệ cái đầu chỉ cần bảo vệ được đầu không bị ý chí cự dương tiên tôn xông vào cho dù ngũ tạng lục phủ có bị đâm bao nhiêu lần hắn cũng không để ý áo giáp nước không ngừng bị đâm qua không ngừng trở lại như cũ phát ra ánh sáng màu xanh tưới nhuần cơ thể khương nguyên giúp cho thương thế của hắn một lần nữa nhanh chóng hồi phục. Tránh ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên nguyên của ta sẽ hao tổn rất nhiều." Ý chí mặc giao nhắc nhở. "Không, đây là chiến cơ khó có được, nhất định phải chịu đựng." Khương Nguyên không đồng ý, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngạnh kháng với công kích điên cuồng của ý chí Cự Dương Tiên Tôn. "Tiên nguyên của ngươi có sử dụng hết, ngươi cho ta mượn lầu cận thủy. Ta vẫn còn hơn 20 viên tiên nguyên thanh đề." Ý chí Cự Dương Tiên Tôn đang nổi điên nó đã làm một chuyện rất ngu xuẩn tự tiêu hao bản thân để đổi lấy thế công cường đại nếu có thể kéo dài suy nghĩ mà nó hủy đi còn muốn nhanh hơn so với khi chiến đấu với ta cái này ý chí mặc sao do dự hai bên kịch liệt hao tổn một lần nữa bước vào cục diện rằng co chúng ta có nên đi trợ giúp tiên tổ hay không tộc trưởng cổ ra cổ quốc long hỏi thừa lúc khương nguyên giao đấu với ý chí cự dương tiên tôn hắc lâu lan xuất lĩnh đám người thu hoạch rất nhiều cổ trùng khôi phục lại chiến lực Sở dĩ có thể dễ dàng bắt được cổ trùng như thế, chủ yếu là do số lượng cổ trùng bên trong màn gió đại đồng vẫn còn rất nhiều. Còn số lượng vô tướng thủ thì ngày càng thưa thớt. Trong tay có cổ trùng, trong lòng không còn hốt hoảng nữa. Nhất là khi nhìn thấy Khương Nguyên bị nện xuống, bị ý chí cự dương tiên tôn đánh liên tục, không chỉ cổ quốc long mà những cổ sư khác đều kích động trong lòng. Hắc lâu lan trầm ngâm không nói, quan sát chung quanh. Màn gió đại đồng không ngừng tràn ngập, vách tường dày lên, thu hẹp không gian bên trong cổ trùng vì cầu sinh cũng đành bay bên trong bởi vậy mật độ càng lúc càng lớn hầu như che phủ cả tầm mắt